Hello, chào mừng các bạn đến với chương trình nhận định bóng đá Nation League trên kênh Tin Bóng Đá. Trong khuôn khổ FIFA Day, các đội tuyển quốc gia châu Âu tiếp tục thi đấu tại giải vô địch các quốc gia châu Âu Nation League. Một trong những trận đấu đáng chú ý nhất thu hút sự quan tâm người hâm mộ là cuộc đối đầu giữa Ba Lan và Hà Lan. Ba Lan và Hà Lan nằm tại bảng D League A cùng với các đội tuyển Bỉ và xứ Wales. Đây là lượt trận thứ 5 của cả hai đội tuyển. Cần nhấn mạnh rằng các đội tuyển tham gia tại Nation League A sẽ thi đấu để tranh ngôi vô địch của Nation League. Hà Lan, Bỉ, Ba Lan được đánh giá cao hơn xứ Wales, do đó hai chiếc vé vào vòng trong sẽ là cuộc đua tranh của ba đội tuyển nước này. Nhận định này phần nào đúng bởi Hà Lan đang cho thấy sự vượt trội với việc bất bại sau 4 lượt trận đầu tiên. Họ giành được 10 điểm sau 3 trận thắng 1 trận hòa. Cơn lốc màu da cam ghi được 11 bàn thắng và chỉ nhận 6 bàn thua. Trong khi đó, Ba Lan dù sở hữu chân sút thượng hạng Lewandowski nhưng đứng ở thứ 3 trên bảng D tại League A với 4 điểm sau 1 trận thắng, 1 trận hòa và thua 2 trận. Ba Lan mới ghi được 5 bàn thắng nhưng để thủng lưới tới 11 lần sau 4 lượt trận đã qua. Điều này cho thấy hàng phòng ngự của Ba Lan đã có vấn đề. Ở trận lượt đi trên đất Hà Lan, Ba Lan đã xuất sắc cầm hòa cơn lốc của Da Cam với tỷ số 22. Từ khi đấu trên sân nhà, Lewandowski và các đồng đội quyết tâm giành chiến thắng. Trận đấu giữa Ba Lan và Hà Lan tại giải vô địch các quốc gia châu Âu Nation League sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ 45 phút ngày 23 tháng 9. Theo bạn, giữa Ba Lan và Hà Lan đội bóng nào sẽ có chiến thắng? Hãy chia sẻ những dự đoán bình luận của bạn dưới video này nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh Tin Bóng Đá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.